đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sáng ngày 22 tháng 5, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn chức danh Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng ngày 22 tháng 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội xem xét, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn. Với 463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn. Trước đó, ngày 20 tháng 5, với 475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.